Xin chào các bạn quay trở lại channel Daily AZ. Chúng ta đều biết rằng những nước phát triển, ô tô là phương tiện di chuyển phổ biến nhất. Và ngày hôm nay, nếu bạn muốn xem những chiếc xe kỳ lạ và đáng kinh ngạc nhất thì bạn hãy xem video này. Hy vọng bạn sẽ thích. Với tất cả điều này, Daily AZ sẽ mang đến cho bạn 5 chiếc xe kỳ lạ nhất từng được sản xuất. Nào, let's go. Số 5, xe limousine. Chiếc limousine trong thật quyến rũ này thật sự là chiếc limousine dài nhất mà bạn từng nhìn thấy. Nó có tới 26 lớp xe và tổng chiều dài khoảng hơn 30 mét. Sẽ rất thú vị để chúng ta tổ chức một bữa tiệc cùng với gia đình trên chiếc xe này, vì nó chứa được rất nhiều người và một không gian vô cùng tuyệt vời bên trong chiếc xe. Nhưng nó không dừng lại ở đó, trên xe còn có cả một bể sục nước nóng cho trường hợp bạn cần thư giãn, một vài chiếc giường nếu bạn cần nghỉ ngơi, có cả hồ bơi và thậm chí còn có cả một sân bay trực thăng trên đó. Quả thực khó tin nhưng cũng thú vị đúng không nào? Số 4, Lotus Submarine. Một điệp viên nổi tiếng trên thế giới phải nói đến James Bond. Vâng, việc tạo ra chiếc xe này đã được lấy cảm hứng từ bộ phim The Spy Who Loved Me. Nó được biết đến như tàu ngầm Lotus. Chiếc xe này có khả năng di chuyển trên cả mặt đất và cả dưới nước. Nhưng điều cần thiết là bạn phải chuẩn bị một bình chứa oxy nếu bạn sẵn sàng để di chuyển dưới nước. Giá trị của chiếc xe này là khoảng 1,2 triệu bảng Anh. Số 3, Column. Chiếc xe kỳ lạ này mà bạn đang nhìn thấy, nó được thiết kế bởi Christian Susana. Họ đặt tên cho nó là Colim. Đó là một sự phối hợp tuyệt vời giữa một chiếc xe hơi và một khoang chứa đồ có thể được tách riêng cách biệt với nhau. Khoang chứa đồ có thể chứa tất cả những thứ cần thiết để thực hiện một cuộc cắm trại cùng bạn bè và gia đình. Vì sự tách rời thông minh của hai phần chiếc xe nên sẽ rất thuận tiện nếu bạn muốn đi đến nơi nào đó nhanh nhất mà không cần phải di chuyển toàn bộ chiếc xe. Colim có thể không phải là một chiếc xe đẹp nhất nhưng nó khá hữu ích cho bất kỳ trường hợp nào. Số 2, xe thuyền. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng thành phố Venice ở Ý là một trong số ít nơi trên thế giới mà ô tô bị cấm. Tuy nhiên, có một thợ mộc người Ý có thể đi qua thành phố này bằng một chiếc xe ô tô riêng của mình. Nó được làm bằng gỗ và nó trông giống như một chiếc Ferrari F50. Chiếc xe tuyệt vời này có động cơ giống như một động cơ của chiếc thuyền, cho phép ông ta đi thuyền qua Venice mà không gặp trở ngại gì. Wow, đó là một điều tuyệt vời. Số 1, Bill B50. Chiếc xe này là chiếc Bill B50 và theo hồ sơ của Guinness, nó là chiếc xe nhỏ nhất từng được sản xuất. Chiếc xe này được làm cho một người. Điều tò mò nhất là chiếc xe này chỉ có 3 bánh, không có đủ không gian cho 4 bánh xe. Động cơ nằm ngay dưới ghế. Điều hài hước nhất là chiếc xe này chỉ phù hợp với đường bằng phẳng. Còn với đường gập ghềnh, việc chiếc xe bị lộn ngược là hoàn toàn có thể. Đây không phải là một ý tưởng hay. Trên đây là video 5 chiếc xe kỳ lạ nhất từng được sản xuất trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share và không quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.